Vâng, xin kính chào toàn thể quý bà con cô bác đã đến với kênh Thủy sản 365. Tôi là Vĩnh Thủy sản 365 và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bà con cách để ủ cái men tỏi bổ sung vào cho cá ăn để phòng bệnh. Như bà con đã biết thì tỏi là một trong những cái thảo dược mà được ứng dụng rất là nhiều trong ngành chăn nuôi của chúng ta. Thứ nhất là chăn nuôi cá, gia súc, gia cầm và tất cả đấy là đều sử dụng tỏi như là một cái kháng sinh tự nhiên và cung cấp trong quá trình chăn nuôi. Đấy, vì sao lại như vậy? Vì trong tỏi này nó có một cái chất gọi là chất alin, và khi được nghiền nát cũng như là khi được dập thì các cái hợp chất này nó sẽ biến đổi thành một chất gọi là alicin. Thì cái chất này nó là một cái kháng sinh tự nhiên và nó có cái hoạt lực bằng 1/5 lần penicillin cũng như là bằng 1/10 oxytetracycline, nên là cái này cái hợp chất này có tác dụng là kháng khuẩn rất là tốt, nên là được sử dụng thay thế một số cái kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản. Thứ hai là cái tỏi này có tác dụng rất tốt trong vấn đề là điều trị sán, các cái loại giun cũng như là các cái bệnh liên quan về nấm, nên là được ứng dụng rất là rộng rãi trong ngành chăn nuôi. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho bà con cái một số cái lợi ích cái việc sử dụng tỏi để làm trộn vào làm thức ăn cho cá nhé. Đấy là tỏi sẽ giúp cho cái động vật nuôi của chúng ta là hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Đấy, hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Thứ hai đấy là tăng sức đề kháng cho vật nuôi bằng các cái hợp chất như lúc nãy tôi đã trình bày. Thứ ba là phòng và điều trị các cái bệnh nguy hiểm do vi khuẩn virus gây ra. Đấy. Ngoài ra thì có một số cái ứng dụng khác nữa, nhưng mà đây là ba cái ưu điểm của cái tỏi này, nên mà người ta sử dụng để cho vào trong quá trình chăn nuôi. Và chỉ với 5 loại nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm, bà con có thể tạo ra được cái hỗn hợp mà gọi là men tỏi để trộn cho cá ăn. Thì bà con về cái nguyên liệu thì bà con sẽ phải chuẩn bị một số cái nguyên liệu như sau. Thứ nhất là đường, hoặc là chúng ta nếu có gì mật thì chúng ta cũng có thể tận dụng để thay thế bằng đường, thay thế đường. Tiếp theo là sử dụng tỏi tươi thì bà con có thể mua cái tỏi này, cũng giá thành nó cũng rất là rẻ. Tiếp theo là cái giấm thì bà con có thể mua tại các cái cửa hàng tạp hóa vân vân. Nước sạch đấy, và cái hỗn hợp AM thì AM này chúng ta có thể mua ở các cái cửa hàng bán chuyên về các cái thú y thủy sản, người ta sẽ có bán cái mặt hàng này và có rất là nhiều đơn vị. Đây thì tôi chỉ là đăng lên đây một cái hình như thế này, bà con tham khảo thôi nhá. Tiếp theo về cất mà ủ trộn cái tỏi này thì bà con có thể trộn theo cái công thức như sau. Chúng ta sử dụng 10 kg tỏi. Đấy, 10 kg tỏi này bà con có thể bóc vỏ, nghiền nhỏ ra. Chúng ta cũng có thể là rửa sạch và để cả vỏ, sau đấy nghiền ra, cộng với 1 kg đường trắng. Đấy. Nếu mà không có đường thì bà con sử dụng cái gì mật thì 3 kg gì mật hoặc 1 lít AM gốc. Đấy, thì sau đấy cộng với 1 lít giấm và 16 lít nước sạch. Nước sạch thì bà con nên dùng nước có thể là nước sạch đun sôi để nguội. Và sau đấy chúng ta sẽ sử dụng các cái phi đấy, các cái chậu hoặc là các cái chum để chúng ta đưa cái hỗn hợp vừa trên để ủ trong này. Nếu là về mùa hè thì chúng ta ủ từ 10 đến 15 ngày, còn về mùa đông thì chúng ta có thể ủ từ 25 đến 30 ngày, tùy vào cái điều kiện tại địa phương. Đấy. Thì sau khi thời gian ủ đấy thì khi mà bà con mở cái chum ra và thấy cái nước, cái hỗn hợp cho bên trong cái phi đựng của mình mà nó có màu xanh nâu, lúc đấy cái tỏi của mình nó đã ngấu ra thì đem bắt đầu sử dụng cho cá. Và cái liều lượng như sau, chúng ta có thể sử dụng là 1 kg cái hỗn hợp này. Đấy, cho từ 500 đến 700 kg cá trên một ngày và cho ăn liên tục trong vòng 10 ngày. Và mỗi tháng thì chúng ta sẽ cho ăn một cái quy trình dài 10 ngày như vậy và kéo dài suốt trong quá trình nuôi. Đấy,
Thì trên đây tôi đã trình bày cho bà con cái phương pháp để ủ cái men tỏi sử dụng trong nuôi cá nhằm tăng sức đề kháng cho cá, cũng như là giảm thiểu các cái tiền do mua các cái thuốc thủy sản, cũng như là đấy. Thì bà con mà quan tâm về chi tiết hơn có thể liên hệ về phòng thủy sản 365 bằng số hotline trên màn hình. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con. Và bà con đang xem video này thì có thể chia sẻ, bấm vào nút chia sẻ để chia sẻ cho những người họ đang cần cái kiến thức này, cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn bà con. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những cái video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy sản 365. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.